Ok, hello, xin chào chị em. Cái phiên cuối tuần thì chúng ta cùng nhìn lại một số cái nhóm cổ phiếu mà ảnh hưởng đến thị trường, thì chúng ta có những cái kịch bản giao dịch trong cái phiên giao dịch của tuần tới nhé. Về mặt thị trường chung thì tí nữa chúng ta sẽ điểm qua thị trường chung sau. Bây giờ chúng ta nhìn vào các cái nhóm cổ phiếu. Cái câu chuyện trong tuần vừa rồi thì chúng ta thấy là tuần qua thì như cái nhận định trong suy xuất trong tuần của mình á, thì cái nhóm cổ phiếu mà ngân hàng như là Vietcombank BD mà nó tạo đáy được thì nó có thể là những cái nhóm cổ phiếu mà nó sẽ đóng góp rất là tích cực vào mặt chỉ số cho thị trường. Thì ngày hôm nay thì chúng ta thấy là Vietcombank BD là hai mã mà tăng tích cực nhất trong tuần qua và giúp cho thị trường chúng ta là giữ được cái sắc xanh. Ngoài ra là trợ lực của các mã cổ phiếu khác thì trong cái phiên ngày thứ sáu thì chúng ta thấy là bản thân là Vietcombank với lại BID thì nó lên đến cặp kháng cự này. Đó thì nó cũng điều chỉnh, thì cái này mình có làm cái clip đầu phiên chưa, thì nó gặp kháng cự thì nó có những cái nhịp điều chỉnh trở lại đấy. Thì khi mà hai cái mã này nó điều chỉnh thì chúng ta lại thấy là có cái sự gọi là trở lại của hai cái mã khác, đó là cái mã công thương đó, hôm nay cái dòng tiền vào này và STB đó. Đó thì cũng là một cái mà để chúng ta quan sát, tức là chúng ta thấy là cái ý chí của dòng tiền thì vẫn đang gọi là dùng các cái dòng trụ để giữ chỉ số, và các cái dòng trụ thì nó cũng gọi là hiện tại là nó cũng là luân phiên nhau đó, chia bài ra để mà đỡ thị trường chứ không phải là kéo ồ ạt kéo 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 đồng loạt hết, đúng không? Ngày hôm trước thì là hai con này, hôm nay là trở ngược lại là công thương với lại Sacom. Có thể là sau đó thì nó sẽ là trở lại những cái cổ phiếu như là ACB nè, MB nè, VBank nè, đó thì nó có thể là trở lại những cái nhóm này đấy. Thì mình nghĩ là cái con bài của thị trường để mà dùng trong cái giai đoạn này là nó vẫn còn nha, nhưng mà nó sẽ không gọi là đánh đồng loạt hết tất cả mọi thứ, mà nó sẽ gọi là xoay vòng và nó sẽ dựa vào những câu chuyện nhất định để nó níu giữ lại cái dòng tiền ở trên thị trường đó. Bữa thì nó sẽ dùng cặp này, bữa thì dùng cặp khác đó, và nó sẽ phục vụ cho những cái mục đích nhất định của tổ lập ở trên thị trường đấy. Thì nhóm ngân hàng thì chúng ta thấy là khả năng cao thì cái nhóm này là nó đã tạo đáy thành công rồi nha chị. Nếu mà có thì dụ như là trong tuần sau có những cái cổ phiếu như là đây nè, dụ như chúng ta thấy là công thương này, nó trong hai cái phiên mà BID Vietcombank tăng thì con này nó quay lại tích lũy này, nó tích lũy này, tích lại hỗ trợ này. Thì cái phiên ngày thứ sáu nó bật tăng lại này. Ở trong khi hai con này hai phiên trước đó thì nó tăng tốt thì ngày phiên thứ sáu thì nó điều chỉnh lại đó. Rồi STB cũng tương tự này, đó trước đó có phiên điều chỉnh này, hôm thứ sáu tăng lại này. Đấy thì tức có nhiều khả năng là cái nhóm cổ phiếu ngân hàng này nó sẽ là cái nhóm mà cho chúng ta biết là thị trường nó tạo đáy hay chưa. Đó, nếu mà Vietcombank và BD mà điều chỉnh á, mà quay trở lại về các cái hỗ trợ hoặc tạo đáy hai thành công á, đó thì có thể là đây chỉ là cái vùng mà hỗ trợ trong có thể là các cổ này mà nó tạo ra được cái vùng cân bằng, thì có thể là cái vùng 1236 nó sẽ là cái vùng cân bằng trong ngắn hạn của thị trường những giai đoạn này nha. Đó, ngành tiếp theo là ngành bất động sản. Bất động sản chúng ta thấy là xấu nhất là hôm nay chúng ta thấy là câu chuyện của Đất Xanh. Đất Xanh thì sau khi anh Thìn từ chức thì chúng ta thấy là cổ phiếu phá đáy đó, thì cái này là cái mà xấu đó, cổ phiếu phá đáy này, đó phá đáy đi xuống kèm thanh khoản lớn này. Thì bây giờ nó sẽ đã bắt đầu trong cái chu kỳ giảm mới rồi. Vậy anh chị em có Đất Xanh thì hiện tại chúng ta nên thoát vị thế ra, còn trong ngày mai ngày kia thì nó phải có những cái nhịp nó hồi lên lại đó, thì nó cũng là cái nhịp hồi để cho chúng ta cơ hội cơ cấu thôi. Nói chung là nó chỉ cần hồi lên 15, 15.5 thôi là anh chị em nên tranh thủ để hồi đi. Nó có những cái mã cổ phiếu khác như là Shell nè, anh chị để đỏ Đức nè, đó BDR nè, Novaland thì nó bị ảnh hưởng bởi con Đất Xanh đầu cơ, cho nên là phiên thứ sáu nó giảm điểm này. Nhưng mà ngược lại em thấy Nam Long và Cang Điền thì vẫn vẫn đang tích cực đó, vẫn giữ được xu hướng tăng đó. Và bản thân thì trong nhóm này nó cũng gọi là phân chia ra những cái câu chuyện nó rất rõ ràng trong một cái nhóm ngành nha. Những cái cổ phiếu tốt, cơ bản tốt ở câu chuyện hoặc là có những cái gọi là yếu tố cơ bản thì nó vẫn tăng, còn những con mà nó mang tính chất đầu cơ hô hào thì cái giai đoạn này có vẻ là cái dòng tiền đầu cơ hô hào nó không có đi vào. Nhóm cổ phiếu thép thì đánh giá cao nhất giai đoạn này thì có thể là cổ phiếu Hoa Sen nha, và Hòa Phát. Nhưng mà Hòa Phát thì chúng ta chỉ gọi là ưu tiên khi mà nó phải vượt được cản 30 thôi. Ở hiện tại thì Hòa Phát có thể là đang tích lũy ở trong kênh giá này để chờ những sự bước phá mới. Hoa Sen, Nam Kim thì hồi lên thì đang gặp kháng cự đỉnh cũ, cho nên là đối với Hoa Sen thì anh chị cũng nên chờ
mua ở trong vùng này là mua hỗ trợ tuần thì có thể là mua, nhưng mà chúng ta mua mang tính chất là phải nằm chờ nha. Anh chị em muốn nhanh thì chờ cho nó vượt vượt kháng cự đi. Bây giờ lên nó hồi kháng cự là 20, 25 25.5 này. Ở HS đó thì mình thấy SG là tích cực nhất, đang nằm trên kháng hỗ trợ tuần ngày tuần đó. Thì bây giờ nếu anh chị em có tham gia vùng này và để kỳ vọng là break đỉnh thì chúng ta có thể tham gia, thì cái đó là cái mà mình nghĩ là hợp lý đó. Nếu mà cắt thì chúng ta sẽ cắt nếu mà nó gãy hỗ trợ thôi. Nhóm ngân hàng bất động sản, nhóm chứng khoán thì ngày hôm nay cũng phân hóa, ví dụ như là SSI cái phiên tích cực này, nhưng mà vẫn đang trên sơ xuống giảm nha. VND xuống giảm nè. HCM thì vẫn đang gọi là có khả năng là con HCM này đang tạo ra cái vùng đỉnh bao cung ở trên này nè đó. VCI thì hôm nay đỏ nè đó. Nhóm chứng khoán thì nó phân hóa, MSB xanh đó, SHS thì lại đỏ nhẹ nè đó. Thì cái nhóm chứng khoán này nó cũng rất là phân hóa, mỗi cái nhiều khi gọi là cũng cùng một cái câu chuyện đó thôi, nhưng mà cái dòng tiền hiện tại là nó đang gọi là đẩy rất là chọn lọc. Dầu khí thì không có nhiều mã có tích cực đâu, còn dầu khí thì về điểm mua mới thì ngày hôm nay không có nha. Đa số là những cái mã nếu mà có thì chúng ta có thể là quan tâm tới PLX, nhưng mà PLX thì anh chị phải mua trong những cái nhịp điều chỉnh nha, điều chỉnh về gần độ giá 42 chúng ta có thể mua. Nhóm điện nước thì ngày hôm nay là BWE thì chính thức là gãy nè, RE nè thì vẫn duy trì được xuống tăng. NT2 thì cái con này là nó vẫn đang nằm dưới cạn kéo, chờ break cản thì sẽ có tín hiệu mua nha. Bán lẻ thì hôm nay mình quan sát trong phiên thấy tích cực là cái con DGW này. Cũng có báo cho anh chị em có thể tham gia quanh cái vùng giá là 63.5 64 á, nhưng mà chúng ta có thể là chúng ta gia tăng tiếp một phần còn lại khi nó break cạn chéo nhé. Ngày hôm nay thì mình thấy là con DGW đẹp nè. Masan á thì phải chờ nó break cạn chéo thì chúng ta vào. Ok. Fan này thì chờ vượt đỉnh nha, hiện tại thì nó đang trong vùng tích lũy thôi. PC1 là cái mã mà hay giới thiệu cho anh chị em trong nhóm khách hàng đó, để ý. Bây giờ chúng ta sẽ có hai chiến lược mua với mã này đó. Một là anh chị em chờ nó vượt luôn cái cản 30.5 31 thì anh chị em có thể vào ở cái đoạn trên cản. Hai là anh chị em mua hỗ trợ thì có thể là mua quanh giá hỗ trợ 28 đó, thì chúng ta chia tiền ra chúng ta tham gia. Đấy, thì cái mã này là mã kết quả kinh doanh tốt này, thì anh chị em có thể là lưu ý. Nó còn kỳ vọng cái câu chuyện là mạch 3 đúng không? Thi công mạch 3 hoặc là El Nino hoặc là cái câu chuyện là thủy điện này. Đó thì nó vẫn là những cái kỳ vọng về tăng trưởng của cổ phiếu này. Ngoài ra là còn một cái mỏ Niken nữa. Vận tải biển thì hôm nay là đầu phiên thì hát tích cực này. Một số anh chị có hỏi tại sao không cho mua mới, thì em nghĩ là hát này nó phải vượt qua cái 46.5 thì anh chị em có thể nhảy vào mua mới, hoặc là mua break vượt đỉnh. Cái hiện tại anh chị em thấy mua ngày hôm nay mua trong phiên thì nó quay lại hỗ trợ thì cũng rất là mệt nè. BVT nè đấy. Hôm nay thì nó chỉ có con VOT này là có tín hiệu tích cực thôi. VSC thì lên đây thì gặp kháng cự của phong độ thị toàn. Ok rồi, thì nãy giờ nhìn lướt qua các cái nhóm mã cổ phiếu thì mình đánh giá là tuần tới thì chúng ta sẽ tập trung vẫn là cái câu chuyện là quan sát cái dòng tiền. Nếu mà anh chị em mà gọi là không quan tâm tới index đó, thì chúng ta cũng chả giai đoạn này thì chúng ta chỉ đặt ra một cái vùng là nếu mà index đó mất qua cái vùng hỗ trợ 1236 thì chúng ta sẽ thấy nó rủi ro nhiều thôi. Còn về mặt thị trường chung đó, thì có thể là nó thị trường bây giờ anh chị thấy là ADX lại quay trở lại dưới vùng 18 rồi nè.
thì có thể là thị trường nó lại đi vào một cái giai đoạn gọi là đi ngang, không có xu hướng ở trên cái vùng này đó. Thì nếu mà thị trường mà nó đi ngang không có xu hướng thì nó lại có những cái câu chuyện là những cái nhóm ngành nó thay nhau lần lượt tăng đó. Và chúng ta chỉ cần quan sát hai cái diễn biến thôi. Một đó, là nếu mà thị trường vượt đến 1.300 kèm thanh khoản lớn dòng tiền vào nhóm cổ phiếu dẫn dắt thì có thể là lúc đó thị trường chúng ta nó sẽ còn những cái dư địa tăng tiếp. Còn nếu mà thị trường chúng ta ngay từ vùng 1.290 1.300 này mà nó gãy xuống dưới, nó kèm thanh khoản lớn, đặc biệt là thanh khoản lớn dồi vào ở những cái vùng mà gần 1.236 thì có thể là chúng ta sẽ có những cái dịp mà gãy hỗ trợ để về những vùng xấu hơn nha. Cho nên là cá nhân em thì nghĩ là giai đoạn này chúng ta nên dành thời gian để chúng ta quan sát cái nhóm cổ phiếu ngân hàng coi nó tạo đáy như thế nào. Nếu mà nó tạo hai đáy thành công thì có thể là đó là cái tín hiệu rất tích cực cho thị trường trong cái giai đoạn này nha. Ok, thì đó là cái cập nhật clip cập nhật nhanh và tình hình thị trường trong cái phiên cuối tuần để cho anh chị em có thể là quan sát hoặc là lên những ý tưởng đầu tư. Ok, cảm ơn anh chị em nha. Chúc mọi người một cái cuối tuần vui. Bye bye anh chị.